Thưa quý vị, sau hơn một tháng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp nhận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải di rời toàn bộ tàu thủy nội địa trên Hồ Tây sang địa điểm mới nhằm bảo vệ môi trường và cảnh quan, thì đến nay mọi thứ đều vẫn dậm chân tại chỗ. Cuối tháng 8 năm 2015, đoàn thanh tra của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã xử phạt hành chính một số nhà nổi du thuyền và đình chỉ hoạt động bến thủy nội địa hoạt động trái quy định tại đây. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về việc di rời bến tàu này về đầm 7 thuộc phường Nhật Tân. Các phương tiện thủy nội địa cũ nát không sử dụng phải đưa ra khỏi hồ. Mặc dù đã quá hạn hơn một tháng để di rời, tuy nhiên những ngày qua, các tàu thuyền mà thực tế là những nhà hàng di động vẫn tấp nập. Trong khi đó, chính quyền địa phương vẫn chưa có những động thái cương quyết để xử lý. Không chỉ là không gian thư giãn của người dân, hiện Hồ Tây còn đang là một điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách trong và ngoài nước.